Hello các bác nhá. Em Hoàng Lăng Japan xin chào các bác. Em lại liên tiếp cho các bác một vài cái chân mẫu chân máy quay máy ảnh của hãng Febon. Đầu tiên thì bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nữa tí ra ấn nút đăng ký kênh cho em phát nhá. Chỗ này là toàn màu đen. Đấy, cái loại này thì nó không cao lắm các bác nhá. Nhưng mà để mà sử dụng anh em nào mà thường xuyên di chuyển thì bỏ ba lô là rất là hợp lý. Đấy, nhà em rất nhiều chân, các bác chỉ cần có nhu cầu gọi em sẽ được mua được hết nhá. Ở đây thì sẽ có ba loại, bốn loại này. Một loại này nó có tới 5 chiếc giống nhau, cái nào cũng đẹp các bác nhé. Cái loại này bác nào mà hỏi em thì nhớ cho em ngày hôm nay là video ngày 25 tháng 2. Và cái dòng này là dòng Vebon D25.D thì các bác cứ đọc cho em cái mã là Vebon D25 ngày 25 tháng 2 nhé. Em ghi theo cái mã này của nó luôn này. Đó, chân thì còn rất là đẹp. Con này thì thấp hết cỡ nhé, thu gọn lại thì nó sẽ cao 40 cm. Đấy, 40 cm. Và rút cao hết cỡ thì sẽ được 120 cm, nặng 1 cân. Và giá là 550k một chiếc. Đó, nó có 5 chiếc giống hệt nhau, cái nào cũng đẹp như nhau. Lấy con ốc này ra là mình quay tròn được như thế này. Đấy. Còn thằng này là ngửa lên ngửa xuống. Gắn một cái kẹp điện thoại vào đây hoặc là gắn cái máy quay máy ảnh hoặc là gắn để làm chân giá súng. Đấy. Mặt thằng này ra là mình ngửa thằng này lên. Đây, ngửa lên như thế này. Ví dụ như này là máy đang kẹp nằm ngang này, ngửa lên như này là máy lại thành nằm đứng. Đấy, rất là đẹp. Đây là cái tay quay này. Quay lên, đấy. Cái loại này thì bên em cũng đang có sẵn vài chiếc. Nó xấu xấu hơn với lại nó bị gãy mất cái tay quay rồi các bạn. Đây con này. Có 3 4 chiếc nó gãy cái tay quay ấy. Thì bác nào mà thích mua cái giống hệt như thế này nhé, nhưng mà nó gãy mất cái tay quay rồi. Với lại nó cũng sẽ xấu hơn một chút. Đấy thì bên em bán là giá là 300 nghìn thôi. Thì tí em sẽ bỏ riêng mấy cái này nhé, cái này thì em sẽ không ghi mã cùng vào đây. Gãy cái tay quay thì anh em rút lên rút xuống là rút bằng tay thôi. Đây như mình rút như thế này. Đấy, cứ rút xuống. Còn có cái tay quay thì mình vặn ốc này để mình hãm lại, còn lại các chức năng khác là hoạt động ok. Chân quay của con này sẽ có ba đẫn này, rút ra như thế này, con hàng cũng đẹp. Đấy, Febon mã D25 nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân, cao hết cỡ 1m2, giá 550k. Đấy. Rồi sang mã thứ hai. Cái mã thứ hai thì đây có 2, 4, 6, 7 con. Đấy, cái dòng này thì không có tay quay. Đấy, cũng chức năng cũng giống hệt cái đầu, phần đầu thì giống như cái con từ nãy. Đó, phần đầu thì giống nhau. Chân này thì có 2 đẫn thôi các bác nhé. Chiều cao khi mà thu gọn lại ấy, thì cái con 150 này này thì nó sẽ cao hơn một chút. Đây này các bác này, nó chỉ cao hơn khoảng tầm độ 2 cm thôi, cao hơn khoảng 2 cm thôi. Nhưng mà khi mà mình rút ra hết cỡ thì con này chỉ có 2 đẫn thôi, thì nó chỉ có được 110 cm, 110 cm, nặng có 0,8 cân thôi. Con D25 nặng hơn các bác nhé. Đó, con này cái mã của nó thì các bác cứ đọc cho em là cái mã 150. Đấy, 150. Còn này con giá như nhau, con nào nó đẹp như vậy hết. Em chưa vệ sinh luôn nhé. Con nó bây giờ các bác có thể nhìn qua video nó hơi bụi bặm một chút. Đấy, mặt ốc này nó không có tay quay thì mình rút bằng tay thôi. Đấy, rút tay như thế này. Nó có tay quay thì mình quay lên được từng tí một thì nó tiện hơn. Cái dòng này thì giá 400k. Đấy, giá 400. Màu đen rất là đẹp. Có 7 con. Tiếp theo thì có hai cái này nữa này. Ở đây em có hai con mã là 450. Đây. Hai con mã 450. Một con đẹp và một con xấu. Đấy, một con đẹp và một con xấu. Con này đẹp hơn thì là giá 450. Đó, đẹp hơn là giá 450. Mã 450 nhé, đây là cái mã này. Mã 450. Đây, mã 450. Nặng 1,1 cân, cao 1m4. Con này đẹp hơn giá 600. Này các bạn nhìn thấy nó đẹp hơn nhá. Có tay quay. Đấy. Cái phần đầu nó cũng giống như mấy con kia. Chân là có 2 đẫn thôi. Con này nếu mà thu gọn hết cỡ lại thì nó được khoảng 50 cm các bác nhé, 50 cm. Còn con xấu hơn thì là 400k. Đấy, chức năng hai con như nhau, xấu với đẹp chênh nhau 200 nghìn. Đấy.
Tiếp theo đến con này thì xịn xò hơn một tí. À, tất cả những cái con từ nãy nha các bác nhé, là cái phần chân này này nó là nhôm, nhưng mà cái phần đầu trên này nó là nhựa cứng các bác nhé, nó là nhựa cứng. Đó, đây này. Đúng không nhỉ? Ừ, nó là nhựa cứng. Cái phần này là cũng là nhôm này các bác này. Đúng rồi. Đấy. Cái phần trên này là nhựa, phần cái này nó vẫn là nhôm nhá, là nhôm. Tiếp theo là con mã Z4900F. Đấy. Cái này chỉ có một cái thôi. Con này thì nó hơi viết một chút. Thứ nhất là nó phun nhôm các bác nhá, phun nhôm. Cái này nó cũng bằng nhôm. Đấy. Mấy con ốc và vặn vặn này thì là nhựa rồi nhá. Con này có tay quay. Để mà quay lên ấy, các bác gạt này ra này, con này là gạt này sang, quay. Xong rồi khóa này lại. Đấy, để vậy mình vẫn quay được nhưng mà nó nặng, gạt sang thì nó nhẹ. Con này chỉ quay lên được một tí thôi nhá, quay được tầm này thôi. Quay lên được một chút xíu này thôi. Con này nặng 1,3 cân này, cao hết cỡ được 115 cm và giá 700. Con này nó có hay một cái chỗ, thứ nhất là nó là phun kim loại. Đấy, phun nhôm. Cái thứ hai nữa là con này nó có cái gì đây. Đây, các bác nhanh. Đó, cái bát nhanh. Cái bát nhanh này thì khi mà các bác lắp máy quay ấy, mình đang lắp ở đây mà mình muốn bê nguyên cái máy đi không thôi, thì mình chỉ cái việc gạt cái này xuống và mình rút ra, mình không phải vặn cái ốc ở dưới nữa. Cái tiếp theo nữa là cái con này nó có một cái chức năng như thế này. Con này nó có cái cam cam ở đây này. Bác bóp vào nhé, là các bác dõi được. Đấy, dạng được hết chân ra như thế này. Dạng hết ra. Đấy, cái khúc dưới này thì mình xoáy ra như thế này. Xoáy này ra. Con này không? Để thấp nhất có thể luôn này. Thấp tới mức mà nó chỉ có khoảng tầm độ 18 cm thôi. 18 cm, tức là hạ thấp sát xuống mặt đất là 18 cm. Đấy. Nếu mà quay lên nữa thì như thế này. Em chả biết nó thiết kế như thế này nó phù hợp với cái nhu cầu gì thì em không rõ. Đấy. Thu vào cũng vậy. Đấy. Thu vào thì mình cứ bóp là tự nó sẽ vào thôi. Không thì mình lại vặn cái này vào nhé. Đấy, nó xịn hơn là cái như vậy. Rất là đẹp nhá, chân còn rất là đẹp xuất sắc luôn, con này đẹp xuất sắc luôn. Nói chung là mấy con ở đây toàn đẹp xuất sắc, rất là nhiều. Thì bác nào mà lấy cái nào thì alo em, bên nhà em thì rất là nhiều, nói chung là cái loại nào cũng có. Cái tay quay này là nó bằng nhựa nhá, các bác để ý cho em là bẻ lên bẻ xuống rồi các bác. Đấy là nó có cái rãnh của nó này, mình bẻ đúng chiều như thế này. Tức là bây giờ nó đang bẻ lên bẻ xuống mà các bác cầm các bác bẻ ngang cái này gãy. Đấy, vì cái tay quay nó bằng nhựa. Này. Kể cả cái tay quay này những cái dòng to nó bằng nhôm ấy mà nó độ dài như này mà các bác bẻ sai, các bác bẻ ngược cái là nó sẽ gãy ngay. Cái đấy thì là do sử dụng nhá. Con này cũng cá VIP đây, em lên ở cái mã sau đi. Rồi, bác nào quan tâm thì alo em nhé. Đây nó có 1, 2, 3, 4 loại. Đấy. Bác nào lấy cái nào thì alo em. Nhà em còn rất là nhiều cho các bác lựa chọn. Đây. Đấy. Đó. Mấy cái chân to với lại chân VIP hẳn là em để ở trên các xếp rồi. Đang soạn dần dần đi. Bỏ mỗi một loại một chỗ để tư vấn cho các bác nó dễ. Thank you các bác nha.